Quý vị nào mà đã cạo đầu từ ngày thứ năm thứ sáu thì kể là thấy bắt đầu từ lúc đó quý vị đã thọ giới sai duy, nhất là những người mà đã tu nhiều lần, tức là quý vị bước vào cái cổng cửa làng Di Đà với cái bộ y quý vị mang theo và cái tâm nguyện sẽ xuất gia để hồi hướng cha mẹ, thì kể từ lúc quý vị bước vào trong cổng làng. Ở đây chỉ có một số ít người tu lần đầu thôi, chứ còn đa số đều đã tu nhiều lần rồi. Tôi cần một ông sa di tăng Diêu Diên thì một người sa di ni lên đây quỳ hai bên cái bộ đồ của hòa thượng này, tại vì sắp tới một cây nữa. Cho một cây nhang, một đức cho đức thì đang trong thời gian để chờ cô Hồng Đức đến Việt Nam để cúng dường đảm bảo. Tôi nói cho quý vị biết cái lợi ích của người tu nhiều duyên. Những người xuất gia nhiều duyên, kể cả những người công giáo mà chỉ đắp cái y này có một ngày hai ngày, cái nhân duyên này là cái nhân duyên giải thoát luân hồi sinh tử. Quý vị nhớ thời Phật còn tại thế có một ông già, ông có tới 6-7 bà vợ, mà khi tuổi già sức yếu thì ông không làm gì ra tiền, và mấy bà vợ xúm nhau và nói xiên nói xỏ, và ông buồn tuổi. Ông đã lên tới 90 tuổi cho nên ông buồn, và ông vô tịnh xá kỳ viên, ông xin Phật cho xuất gia nhằm cái lúc Đức Phật đi vắng. Và thường thường ngày xưa các vị A La Hán đệ tử Phật mà họ muốn nhận người xuất gia thì người ta dùng cái thiên nhãn của một vị A La Hán để coi người này có duyên với Phật không. Vì Đức Phật chỉ độ người có duyên, đúng không quý vị? Có bốn điều mà Đức Phật không làm được, là người không có duyên Phật không có độ được. Thì mấy ông không có muốn là nhận vô rồi coi như là sau này mất công phiền não. Tôi bây giờ tôi nhận là cứ ai xin là tôi nhận, vì tôi gieo duyên, nhưng mà tôi là Phật tăng, thành ra tôi không biết người này có duyên hay không. Nhưng mà Đức Phật thời đại thế thì các đệ tử Phật đều dùng cái thiên nhãn của vị A-la-hán. Thì cái người đứng đầu là Xá Lợi Phất, ngài vô sinh ông già sinh thì ngài nói không có nhận, lớn tuổi rồi thôi về ta truyền cho ngũ giới rồi tu tại gia đi Đức Phật, rồi tu rồi sức trước sau làm người, gieo cái duyên này rồi thân thể khỏe mạnh. Bây giờ ông lão già quá ngồi thiền không được, trí nhớ thì lẫn lộn, mà học giới lực học thuộc rồi mất công đỏ. Rồi cái ngày sau Phật không nhận, cái bắt đầu ông vô gặp một Kiền Liên. Một Kiền Liên là thần thông số 1 thôi, cũng không thấy có duyên gì, không nhận. Và nói ông cũng về tu tại gia đi, ông nói vợ con nó phiền não, nó tôi đã nói tôi đi tôi không trở lại rồi. Cuối cùng lại tất cả những gì không nhận thì Phật về, Phật nói tại sao mà có một cái ông lão mà đến đứng trước cửa chùa mà khóc như thế này. Thì ông mới kể là con biết là Đức Phật từ bi muốn nhận tất cả. Phật nói là tất cả người nào đi tu Phật cũng đều nhận, mà con đến con tu con xin hết các vị đại đệ tử không ai nhận. Phật nói ai nói không nhận, Phật nói ông vô đây Như Lai nhận. Và đích thân Phật tạo đầu, tạo đầu xong đó thì Phật mới họp lại để mà truyền giới. Thì Phật hỏi tại sao Xá Lợi Phất không nhận. Ông nói là con dùng cái thiên nhãn của con thì con soi thấy 80 kiếp ông này không có cái duyên gì với Phật hết, thì nên con không có có nhận. Thì ngày một Phật Liên cũng vậy, cuối cùng Phật nói cái thiên nhãn của ông chỉ soi được 80 kiếp, nhưng mà Phật nhãn thấy được 100 kiếp về trước, ông này
thì cột ra trường và ông leo lên cây và ông làm Phật cứu con. Vậy thôi, một cái duyên chút xíu đó mà còn gặp Phật, trải qua vô lượng kiếp, trải ra 100 kiếp sau gặp Phật. Cho nên cái nhân duyên này đó, trong kinh mà Công Đức Xuất Gia thì nó rất rõ là cái người thái tử bạn của Ngài A Nan ví dụ là nhân. Ở trong Phật Tông đó thì nó nói thế này: một người xuất gia vô duyên rồi không tu nữa, người này lúc lập chung vì quan gia thái chủ, vì tham sân si dễ khởi đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì ngay xuống dưới khi đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì người này nhớ lại mình đã có một lần xuất gia, và cái người này chỉ cần nhớ được 10 giới thì ngay tức khắc cái người đó sẽ được tự động là bay lên và được lên làm người trở lại và không có chịu khổ. Còn cái người này nếu đọa vào loài súc sanh mà chỉ cần nhớ được mình đã có giữ 10 giới thì cái loài súc sanh nó tự động cũng được quán kiếp và lên. Và ngay cả những người phạm giới, những người tu sĩ vô duyên mà phạm giới, nhưng mà cái duyên này cũng hơn những người không chưa từng xuất gia vô duyên. Cho nên quý vị đừng có giỡn, không có duyên không có đưa đầu cho cạo đâu, không có duyên không đưa đầu cho cạo đâu nha. Nghĩa là cái bà gì đó, bà nói bà thuê ai đó mà tôi cạo đầu, con thuê ai mà 2.000 đô cạo một lần thôi, không là không, không có giỡn đâu. Cho nên cái duyên hôm nay rất là lớn, nhất là ngày đầu năm. Hôm nay các chư tử nghe đây, thầy hướng về mười phương tam bảo, những người này không phải là một đời gặp Đức Phật, những người này đã từng nhiều đời, đã từng trong hàng trăm năm pháp hội của nhiều Đức Phật đời quá khứ. Trong kinh Pháp Hoa Phật có nói mà, quý vị không phải chỉ một đời mà trong nhiều đời, người nào mà nghe được cái danh hiệu Diệu Pháp Liên Hoa đó thì người đó đã từng trong vô số Phật hội. Rồi có những người nào mà còn giảng được cái Diệu Pháp Liên Hoa đó thì người này đã từng bỏ những cái thế giới của các chư Phật, những thế giới cực lạc, những thế giới của cái cõi trời có Phật Pháp để chui xuống đây. Có như trong đó là từ bỏ những cái cuộc sống hạnh phúc để xuống đây để mà giảng kinh Pháp Hoa. Rồi người nào đó mà nghe được một bài kinh được kể đại thừa mà tự động khóc. Có những người tự nhiên lần đầu tiên mà nghe Phật hay là nghe kinh gì mà khóc á, là cái người đó đã từng ở trong nhiều pháp hội của Đức Phật rồi, nhưng mà thay hình đổi dạng cho nên quên. Cho nên quý vị biết rằng hôm nay con muốn khơi lại cái chủng tử của những giới tử xuất gia vô duyên trong cái đời này. Quý vị ơi, xuất gia vô duyên là tốt, vì là người đã khó mà được xuất gia vô duyên là khó hơn. Và quý vị phải phát Bồ Đề Tâm. Cho nên hôm nay quý vị đến đây nhớ kỹ, tôi có để là phát Bồ Đề Tâm, tức là trong này sẽ có một lễ quán cảnh phát Bồ Đề Tâm chiều nay. Thì tụi con nếu mà tu thường để mà tự lợi đó thì cái công đức tụi con có một. Trong kinh Địa Tạng, Ngài Địa Tạng hỏi Đức Phật tại sao cùng làm việc bố thí, cùng việc tu hành mà có người hưởng phúc một đời, có người hưởng phúc nhiều đời, tới trong nghìn đời, tại sao có cái sự mà nó không đúng như vậy? Thì Đức Phật có dạy là này Ngài Địa Tạng, nếu có vị quốc vương, có quan thể phụ, có bà la môn, có thiện nam, tín nữ, cư sĩ, thường dân, mà thấy những cái người bệnh tật, những người nghèo khổ, tự tay mình đi ra bố thí hoặc khuyến khích người khác đi bố thí, rồi người này không có hồi hướng cho ai thì hưởng được một đời, còn nếu mình hồi hướng cho mình và bà con mình thì hưởng được 3 đời, mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh thì hưởng 100 đời. Và ý nghĩa đó là mình mở rộng tâm hồn cho tất cả chúng sanh. Cho nên cái Bồ Đề Tâm rất là quan trọng. Hôm nay tụi con các giới tử nghe đây, đây là cái giới đàn phát Bồ Đề Tâm để mà làm Phật trong tương lai. Tụi con có đồng ý là mở rộng tâm hồn để mà phát Bồ Đề Tâm cứu độ cho chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp, làm không? Trong này có 3 loại phát Bồ Đề Tâm. Một cái loại mà
tiểu bồ đề tâm là chúng con chỉ phát nguyện cúng độ cha mẹ bảy đời, ngũ nguyện bảy đời kêu là tiểu bồ đề tâm đó. Thì tự động cho con hiểu, tự động con biết, tụi con chỉ muốn cứu độ cho ngũ nguyện thất tổ bảy đời tụi con, đó là tiểu bồ đề tâm. Nội trung bồ đề tâm là tụi con phát nguyện trong vô lượng kiếp luân hồi, mình bây giờ mình chỉ thương của cha mẹ hiện đời, mình thấy cha mẹ hiện đời mình khổ, nhưng mà quý vị có phải có một đời không? Quý vị có hàng triệu đời. Thì người nào phát nguyện rằng con bây giờ không thể phát nguyện giống như ngày Địa Tạng, nhưng con nguyện bất cứ ai đã từng là cha mẹ con trong hàng triệu kiếp, đã ba cái thân này đã nuôi tụi con nguyện phải độ những người đó, cho khi những người đó không còn ở trong ba đời ác, thì con mới thôi cái nguyện, con mới thành Phật. Thì đó kêu là trung bồ đề tâm. Còn đại bồ đề tâm coi như là phát tâm A Nậu Đa La Tam Biệt Tâm Bồ Đề, là một chúng sanh mà quả Phật chưa thành, con nguyện không chính vô sanh niết bàn, cái đó gọi là vô thượng bồ đề tâm. Thì tự tụi con tự biết, nghe chưa, quỳ xuống. Bây giờ tôi nói rất là rõ, quỳ xuống. Thì tự tâm tụi con phát không ai biết, tụi con tự nói, tụi con muốn phát nguyện thế làm tiểu bồ đề tâm, tức là nguyện về cực lạc có đầy đủ thần thông, rồi trở lại ta bà để độ cho cha mẹ anh em thân phận của mình bảy đời, đó là tiểu bồ đề tâm. Trung bồ đề tâm là nguyện đời này giảng sanh cực lạc, chấm dứt luân hồi sinh tử, được gặp Phật A Di Đà, rồi ngày dạy dỗ cho khi mình có thần lực, mình ra dùng thần thông trở lại cõi này để độ tất cả những người nào đã từng là cha mẹ của mình trong hàng triệu đời, đó là trung bồ đề tâm. Đại bồ đề tâm là phát nguyện độ tất cả chúng sanh trên ngày Địa Tạng, nhưng ngày A Nan là đại bồ đề tâm. Cho nên tùy quý vị phát nguyện, tùy theo cái khả năng tu hành của mình, nhưng nhớ là nguyện đời này mình phải về cực lạc, mang theo nợ nần của chúng sanh, nợ nần của cha mẹ hiện đời, nợ nần của cha mẹ nhiều đời, nợ nần của quan gia trái chủ. Mình không có làm ruộng mà mình có lúa ăn là nợ người nông phu, mình không dệt vải mà có áo mặc là nợ cái người dệt vải, mình không có làm cầu đường mà mình có phi quê xa lộ để đi là mình nợ người ta những cái công ty mà làm ra đường xá, mình không có phải là cái người làm hãng máy bay mà mình lại có phương tiện di chuyển trên các chiếc máy bay từ Úc Châu qua Mỹ Châu, từ Âu Châu qua Mỹ Châu và đi 52 tiểu bang. Mình chưa có đóng góp một cái gì cho xã hội mà mình lại hưởng những cái món nợ từ cái quỹ mà coi như ở Hoa Kỳ kêu là quỹ welfare, ở bên Úc thì cái quỹ gì đó, cái quỹ đó từ trên trời rớt xuống hả, cái quỹ đó là do hành ở Hoa Kỳ là 300 triệu người dân Hoa Kỳ đóng thế. Cho nên những cái nợ này chúng ta gánh nặng hai vai. Cho nên tôi nói cho quý vị biết, tất cả những cái ngôi nhà quý vị ở, mình không làm tôn mà có mái che, mình không làm gạch mà có tường vách, mình không có đi học bác sĩ mà lại mình có bệnh viện để trị. Cho nên từ chỗ đó quý vị mới thấy rằng nếu mà thay giảm ra chúng ta nợ rất là nhiều. Rồi đó là những cái món nợ khác. Rồi chưa kể tới những món nợ mà chúng ta lúc chưa hiểu đạo, chúng ta lập gia đình, chúng ta làm đám cưới, rồi chúng ta giết bao nhiêu những cái chúng sanh gà vịt để mà đãi bà con họ hàng, để mà chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Quý vị có biết không, trong bà con đó đã từng là cha mẹ nhiều đời của quý vị, rồi ăn nuốt lẫn nhau, đó gọi là quan gia trái chủ. Cho nên hôm nay quý vị tự có phát nguyện đi, mình là tiểu bồ đề tâm, trung bồ đề tâm hay là đại bồ đề tâm. Tôi cho quý vị suy nghĩ, tự phát nguyện trước Tam Bảo. Rồi nghe đây,
ta làm sao đi đến tới 11 ức cõi Phật. 11 ức cõi Phật xa cái gì? Xa lắm. Cho nên muốn đi đến 11 ức cõi Phật quý vị giữ một giới không sát sanh là quý vị rút ngắn lại còn 91 ức cõi Phật. Giữ được không? Giữ được cái giới không trộm cắp là rút ngắn khoảng cách đến tây phương cực lạc còn có 81 ức cõi Phật. Giữ được không? Giữ cái giới không có dâm dục là rút được cái đoạn đường từ đây đến tây phương còn 71 ức cõi Phật. Giữ được không? Giữ cái giới không vọng ngữ là rút được đoạn đường từ đây về tây phương còn 61 ức cõi Phật. Giữ được không? Giữ cái giới không uống rượu và các chất ma túy là mất trí huệ là rút ngắn đoạn đường từ đây về tây phương cực lạc còn 50 ức cõi Phật. Giữ được không? Giữ cái giới không nằm giường cao chiếu rộng là rút ngắn được cái khoảng cách từ đây đến tây phương cực lạc còn có 41 ức cõi Phật. Giữ được không? Giữ cái giới không ăn phi thời phung phí hành động của trời người nông phu vất vả cày sâu tốt mầm là rút cái Phật cách từ đây đến cõi cực lạc còn 34 ức cõi Phật. Giữ được không? Giữ cái giới không trang điểm cái xác chết dơ uế là cái thân tứ đại là cái đại gia chứa những đồ phân và nước tiểu là cái thân tứ đại này là quý vị rút ngắn từ đây đến tây phương còn có 21 ức cõi Phật. Quý vị giữ được không? Giữ cái giới không có làm trò múa hát đeo tàn hoa trang điểm là rút ngắn từ đây đến tây phương cực lạc còn có 11 ức cõi Phật. Giữ được không? Và cuối cùng là giữ cái tâm tham đừng nghĩ nhớ tiền bạc đừng nắm giữ tiền bạc và chúng ta đã đi đến tây phương cực lạc. Cực lạc có 11 ức coi như cái đoạn đường xa xôi mà Đức Phật có đặt ra 10 giới. Cho nên 10 giới là cái chìa khóa để chúng ta đi về tây phương cực lạc. Giờ quý vị hiểu chưa? Phải về tây phương tại vì chúng ta ở cõi này thọ mạng ngắn ngủi, chúng ta gần gũi với toàn là những cái người ác tri thức, rồi gần gũi với những cái coi như quan gia thái chủ, cho nên người trí huệ nên cùng các bậc Bồ Tát công hội. Ở đây quý vị thấy một vị đang tu hành chân chánh là quý vị đã hiếm rồi, rồi quý vị kiếm một vị thánh tăng càng hiếm nữa, rồi kiếm một vị Bồ Tát càng hiếm nữa. Nhưng mà trên cõi cực lạc đó, Bồ Tát nhiều không? Nhiều. Thanh văn A La Hán nhiều không? Nhiều. Cho nên người trí huệ nên ở trên cõi đó. Và bây giờ quý vị muốn ăn sung mặc sướng, muốn đẹp, muốn gì đó thì quý vị ráng khổ có một cái thời gian ngắn ngủi rồi về cực lạc quý vị có tất cả để mà mở mang trí huệ rồi quý vị trở lại đây theo cái tiểu Bồ Đề Tâm, Trung Bồ Đề Tâm và Đại Bồ Đề Tâm. Đây là cái giới đàn đặc biệt trong khóa tu coi như Pháp Bồ Đề Tâm lần đầu tiên con truyền cho các giới tử xuất gia nhiều diện. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Rồi thắp hương đi. Rồi các chú tử kia anh tỏ chúng ta chuẩn bị, chúng ta tha thầy để tắm ông có sơ chuỗi 21 chuẩn bị quý vị ngồi cho ngay ngắn cho nó thoải mái rồi chúng ta thì tôi nghĩ là một cái biến chú đại bi mà tụng chậm á thì tụng khoảng gần 2 phút mà một biến chú đại bi mà tụng rất nhanh từ từ nó nhanh lên thì phải có phút mấy à, quý vị có đồng ý không? Thì chúng ta đi 21 biến thì nó mất khoảng chừng hơn 30 phút theo bình thường thì nghĩ mà nó vậy thôi 30-35 phút là nhiều rồi. Nhưng mà đánh khi mới chừng lên tới khoảng chừng 3 biến rồi là tốc độ nó nhanh lắm. Trước khi trì chú đại bi tôi sẽ khai thị một vấn đề để cho quý vị biết tại sao mà trước khi vô quẻ chúng ta phải trì chú đại bi.
Cái vẻ này đó quý vị có thể lên mạng, quý vị lên Google, quý vị sợ 32 vẻ xanh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Có 32 vẻ. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài có 32 cái biến quá thân của Ngài, và Ngài có pháp nguyện. Thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là Ngài nghe tiếng cứu khổ, phải không? Nghe tiếng cứu khổ. Thì tại sao mà Ngài phải chờ tụi con cầu cứu Ngài mới cứu khổ, mà Ngài cứu liền đi? Bây giờ có thấy rõ không? Một cái điểm, người mẹ đâu thấy con bị rớt xuống hầm là cứu. Đó là bà mẹ, thì bà mẹ từ bi làm sao bằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát? Mà tại sao Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lại để cho chúng ta cầu cứu Ngài, rồi bắt chúng ta giữ giới ăn chay, rồi bắt chúng ta trì chú đại bi rồi mới cứu? Quý vị hiểu chưa? Đó tại sao một vị đại Bồ Tát mà lại có điều kiện, phải không? Thì tụi con phải hiểu này, là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát họ nhìn tụi con, họ không thể thấy một trời mà thấy nhiều đời. Cũng như bây giờ nếu mà thấy một trời thì thấy cái chú mà ở bên Úc á, à, chú đi qua, chú bị bệnh bạn như vậy mình thương chú. Nhưng mà nếu mà có được thấy được hai đời thì đời trước ổng là một sa di mà ổng chửi một cái ông thầy kia, ổng rủa mắng gì, quý vị thấy là đáng đời không? Thì đáng đời, thấy không? Đáng đời phải 500 đời đã cái quả. Có nhiều người hỏi tại sao á hả, chỉ phỉ nhổ một cái ông thầy thánh tăng mà đọa 500 đời. Tùy theo, có thể tới ngàn đời. Là thí dụ bây giờ trong pháp hội này nè, có 100 đứa người ta đang nghe pháp tôi, rồi quý vị ra ngoài đó, quý vị nói bậy nói bạ, quý vị nói những cái chuyện mà giống như là đảng dân chủ mà tố tôi vậy đó, chỉ nghe không chứ không có bằng chứng. Thì thay vì 100 người này họ nghe, họ chí tâm để mà họ tu, họ quý trọng từ cái lời pháp của cái vị sư đó, thì họ được thoát luân hồi sanh tử. Nhưng mà vì cái lời nói tầm bậy của mình á, họ không tu, là họ phỉ báng. Thì 100 người đó, quý vị lãnh tâm là mình cho pháp hội này 1.000 là 1.000. Cho nên quý vị nhớ là ở trong cái chuyện cũ là Ngài, cái chuyện tạo đó, một cái vị Ngài thiền sư, Ngài giảng đạo trong một cái chùa ở hang núi. Thì giảng xong thì tới giờ coi như là hồi hướng, thì đi hết, có một ông già đứng đó. Thế hỏi sao mà ông không về nghỉ đi nữa? Dạ, tôi không có phải là người tu viên, là một con chồn. Tôi cách đây 500 kiếp, tôi là một cái vị thầy trụ trì đây nè, tu đức chỗ ông. Tôi cũng thăng tò thiết pháp, nhưng mà có một cái pháp tu đó có 500 ông Tăng, ông đang học pháp. Tôi là pháp sư. Ông hỏi, thưa Ngài pháp sư, người tu hành có bị chi phối bởi luật nhân quả hay không? Thì tôi lúc đó học hỏi chưa tới nơi, tôi nói mình tu hành là mình không có bị nhân quả. Tại vì mình tu rồi cái mình chứng A-la-hán, mình chứng A-la-hán rồi đó, thì mình ra khỏi cái cõi này rồi, ra khỏi dục giới sắc giới vô sắc giới, cho nên mình không có phải là đầu thai trở lại đây để mình đã. Tôi nói vậy, tôi nói sai. Vì Đức Phật còn trả nghiệp, Ngài Bụt Kiền Liên còn bị trả nghiệp, phải không? Thì tôi làm sao mà tôi nói bậy? Cho nên tôi dì dạy như vậy, cho nên 500 ông Tăng đó, ông tha hồ nó, mình cứ tu rồi mình không có bị nghiệp, cho mình tha hồ làm ác. Cho nên 500 ông Tăng đó, ông bị đọ, và tôi phải làm kiếp con chồn 500 kiếp. Bây giờ làm sao cứu tôi? Chứ bây giờ tôi khổ quá rồi. Cho nên tôi biết Hòa Thượng ông nói vậy thì Ngài ngươi hỏi ta đi. Hả? Cũng hỏi cái câu đó. Hả? Dạ thưa Ngài, người tu hành có bị chi phối bởi luật nhân quả hay không? Thì lúc đó cái vị Hòa Thượng nói là người tu hành không có thể nào che mờ luật nhân quả. Cái này nói xong thì tự động cái ông Long Cảnh Lễ, ông nói rồi, tôi sắp xả chết rồi, ngày mai này xin Hòa Thượng ra ở sau cái gốc cây, cái hang đó có con chồn. Xin tôi muốn là Hòa Thượng cũng để cái tình tôi là một cái người mà ngày xưa trên cái bàn tổ là có hình tôi. Bây giờ tôi đỏ tên làm cái nghi lễ cho một cái vị Tăng. Thì ông thầy, ông cha, ông dồn, ông nội cái hình này ông ha, đóng rồi cái hình này hồi đó tôi 500 rồi, trước tôi là cái tổ sư thành lập cái ngôi chùa này nè. Đó, cho nên làm cái nghi thức của một vị đại Tăng. Ở
đó. Quý vị nhớ, có nhiều người hỏi tại sao mà nói xấu với ông thầy, mà ông thầy nó tu chân chánh là mình lãnh đạm. Tại vì ông thầy đó, ông có khả năng, ông cứu được rất nhiều thoát luân hồi sinh tử, mà vì cái thủy bán của mình, có như đời trước con đời này con hiểu khi con không có ở thanh niên nào cỡ hai mấy tuổi mà hỏi trên trên can hết. Cho nên cái công đức ngày qua của con rất là lớn. Rồi ba cậu hỏi những cái câu gì trên can cũng dễ sợ không? Những cái thắc mắc của cậu, thấy không? Cho nên nhờ đó mà thầy nó khai triển thì nó sẽ nằm trong văn nghĩa này. Và do cái câu hỏi của cái cậu thanh niên đó mà nó sẽ nhiều người họ sẽ khai mở được cái trí huệ của vô thượng luôn. Kinh Kim Cang là bộ kinh mà thành tổ thành phật, lục tổ huệ năng cũng thành phật do bộ kinh Kim Cang. Thì cái công đức của ông này là giải nghiệp rất là nhiều. Trong đời trước ông phỉ báng một cái vị tăng đi chính a la hán mà ghẻ lỡ, mà nếu mà ông không nói cái đó ra thì người ta cầu cận gì đó, ta được chứng rất nhiều cái quả vị để mà ta khó. Cho nên tụi con đừng có ngạc nhiên tại sao mà mình đụng một cái vị Bồ Tát thì hay là mình đụng một cái vị Thánh Tăng là mình lãnh đạo. Cho nên chỗ đó tôi còn cẩn thận. Cùng một cái tội vậy, nhưng mà mình nói một cái vị Phật Tăng thì tội nhẹ nhẹ. Tại ông đó không có giảng gì được hết á, phải không? Nhưng mà cái ông là không có thể giảng kinh đại thừa, không có thể là giảng để mà thay thị hội nhập Phật đi kế. Cái vị nói là hoàng, cái vị là cúa, rất là nặng luôn. Cho nên cái đó là cái tôi quan tâm quý vị. Cho nên Bồ Tát đời này họ thể hiện rất là nhiều, quý vị đâu có biết được đâu. Đó. Thì hôm nay quý vị chắp tay lại, quý vị lắng nghe thầy nói. Hôm nay ngày đầu xuân Canh Tí, con là Tỳ kheo Thích Thâm Lai, con đáng lẽ dùng chánh tín để mà hướng dẫn tăng ni trong hệ thống này, nhưng mà tại sao con lại có cái vấn đề xem quẻ Quan Âm 32 quẻ? Thật sự tất cả những cái pháp môn mà đưa người ta đến giải thoát luân hồi sanh tử đều là chánh pháp. Bộ kinh Kim Cang mà đưa cho một tà sư để mà khai triển thì nó cũng trở thành tà pháp. Một cái phương tiện về bối toán mà khiến cho cái hàng đệ tử tu học này phát bồ đề tâm thì cũng thuộc lại là chánh kiến. Thì tất cả các chúng sanh ở đây khi đến chùa không ngoài những cái là cầu nguyện cho hương linh của cha mẹ của mình, của quyền mình được siêu hay không. Và có những người đến đây với tâm nguyện rằng ba đang bệnh nặng, mẹ đang bệnh nặng, trong cái dòng họ mình có người đang bệnh nan y, cho nên không biết người này thọ mạng còn hay mất. Cho nên những người nào mà đến đây dưới cái tâm nguyện đó thì con nhờ cái thần lực của Đức Quan Âm, mà cũng không phải là tự động, mà con coi giống như là những người thầy bối thế gian là vô để lấy tiền hoàn toàn. Ở đây con bắt những người đệ tử này, nếu muốn hiểu coi như tại sao mình bị cái bệnh này, tại sao mình bị cái bệnh kia, thì phải tụng 21 cái thần chú coi như đại bi. Với cái công đức này thì gieo cái quẻ đó là quẻ Đức Quan Âm. Đức Quan Âm ngày có ngàn tai, ngày có ngàn mắt, cho nên ngày mới cho quý vị bắt ra một cái số. Từ cái số đó con sẽ giải thích cho người đó, và con nói rằng thí dụ người đó coi về mẹ có sống hay không, mà con nói là thọ mạng đã hết khi con coi cho quẻ đó, thì con lại khuyến khích người đó làm cho kinh Địa Tạng, nên ăn chay, nên tu hành, nên trì kinh Địa Tạng, nên tụng thủy sám để cho hồi hướng cho mẹ, thì cái đó hoàn toàn là chánh pháp. Rồi những người đến đây có những đứa con nó không nói được, nó bị bệnh nan y, thì con cũng tụng, bắt họ tụng trong này 24 cuốn chú đại bi, rồi bắt một cái quẻ, rồi con coi vào cái quẻ đó, coi đứa nhỏ này nó có thể được coi như là giải nghiệp hay không. Nếu chưa được giải nghiệp thì con lại dùng cho cái những cái gì mà Phật Pháp để lại để mà giải cái nghiệp đó, để làm cho cái đứa bé đó được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Cho nên những cái chuyện mà bối toán của con hoàn toàn là đưa được cái hàng
tu sĩ, à, người tu sĩ để mà đến với Tam Bảo, vì đây là đời Phật pháp. Cho nên quý vị hiểu ý thầy nói cái gì chưa? Cho nên hoàn toàn khi có cái nghiệp to như vậy, tôi nói là mẹ của quý vị thọ mạng sắp hết, mẹ con đang bệnh thực hiện tiết tâm, và cuối cùng chiều nay tôi dẫn ra, thì những người mà đã coi mẹ đã như vậy không có còn thọ mạng, thì tôi chỉ cho cách để mà chuẩn bị ra đi tụng kinh gì, làm cái gì. Rồi những người nào mà trong những cái năm nay mà vừa là năm tuổi Tý, mà vừa là năm tuổi, mà vừa là gặp sao Thái Phật, mà vừa là cái hạn tống tận, tức là cái người này bị cái nạn rất lớn, thì tôi dạy họ cái gì? Tôi dạy họ ăn chay, niệm Phật, mở lòng tâm hồ, phóng sanh, làm những việc hiếu đạo, thì để hóa giải cái vấn đề đại nạn trong năm nay. Hoàn toàn tôi sử dụng tất cả những phương tiện mà Đức Phật Thích Ca để lại. Ngày xưa Đức Phật còn dạy cho ông Thích Tôn Đạo mướn con trai đi tu. Như vậy Đức Phật có làm sai những gì Ngài dạy không? So với Kim Kiêu Cang thì quá sai. Nhưng mà phương tiện, và cuối cùng muốn đi tu và công tử của ông Cấp Tôn Đạo, sau khi chứng quả Tu Đà Hoàng rồi thì công tử không còn tham tiền nữa. Thì đó là những cái phương tiện thiện xảo. Mà ngay khi Ngài A Nan bị bà Nan già thương, Đức Phật cũng không có rầy, mà Phật cũng khuyến khích đi tu rồi, để rồi muốn đăng khổ đối với Ngài A Nan. Và ngày nào coi như chứng quả Tu Đà Hoàng bằng Ngài A Nan thì Đức Phật giả. Nghe nói thì nó có vẻ kỳ, nhưng mà khi người ta chứng quả rồi, người ta có đi vào con đường hay dù không quý vị? Không. Cho nên những việc làm của Thầy là hoàn toàn là tạo cho tụi con một cái niềm tin, mà tạo cho tụi con biết năm nay tụi con như thế nào. Và Thầy chỉ cho con cách dùng Phật Pháp. Khi mình bị quả tức là mình hết phước, mà mình muốn hóa giải cái chuyện đó thì mình phải tạo phước. Cho nên Thầy nói rõ để những người họ coi cái băng này, họ nói Thầy đã giảng được Kinh Kim Cang, đã giảng được Kinh Pháp Hoa, được giảng được Kinh Bảo Đà, mà tại sao còn mê tín? Cho nên chúng ta phải hiểu đó là phương tiện để mà đưa tụi con đến cứu cánh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, phải không? Thầy nói trước để người ta bị bán. Ngày xưa thì Thầy quên cái đó, mà sau này Thầy giúp mình. Tại vì mình giảng pháp ở đây không có phải là giảng cho nhiêu đây, mà lên online có thể là mấy chục ngàn người, mà trong đó Thầy có những người họ những vị tăng, họ không phải là vị tăng có chánh kiến, rồi họ là thù ghét cái dòng pháp Thầy, rồi họ dạy đệ tử họ để mà đi ra phỉ báng Thầy. Có phải là Thầy tạo cho những người ở xa vị đạo địa cũng không có gì? Cho nên Thầy phải nói cái này, mà Thầy đã nói cái này rồi mà họ vẫn tiếp tục làm thì cái đó là Thầy cũng không có, cho nên Thầy rất cẩn thận. Chẳng hạn như khi Thầy muốn tặng cho con một cái món quà, cái hình giống như Ni Sư Như Thủy lúc mà xả bó xanh, thì Thầy có đặt những cái hình để đeo đó, thì Ni Sư Thủy mất tụi con đeo được trong tăng lễ, nhưng mà Thầy còn sống đó. Cái món quà này người ta tặng Thầy cũng cái đây 400 năm làm Thầy phát ngay dưới sạch sơ, Thầy nói tôi còn sống đó, mà phát cái hình tôi đeo lên cái ngực đó là tôi trở thành ra là vô thượng sinh ra hải rồi, không biết giờ tới ngày tôi chết. Nhưng mà giờ đây họ nói cái số đó tụi con làm nay 400 năm tức, mà giờ đây là cái dịp này thôi, bây giờ sư phụ tặng cho Phật tử Úc đi. Tôi nói như vậy là có phân biệt không? Họ nói sư tặng 15 cái cho Phật tử Úc không? Tôi nói tôi tặng cho Phật tử Úc thì tự động á, Phật tử Úc vui, mà còn Phật tử ở Mỹ thì sao? Ừ. Cho nên thôi lỡ rồi thôi. Thành ra tặng cho Úc rồi phải tặng Canada, rồi phải tặng đủ thứ, phải tặng luôn hết. Hiểu chưa? Đó là cái ý gì vậy thôi, chứ ông nói thầy lấy cái đó đi một cách ngày mấy năm rồi, tặng cho họ đi, chứ bây giờ tôi tặng cho Úc, ngày qua tôi đang khen Úc rồi đó, chứ hôm nay tặng cho Úc, tôi nói tặng cho Úc đó, thì được đó, nhưng mà như vậy còn tâm phân biệt không? Còn tâm bất bình đẳng không? Còn đi con đường trung đạo không? Cho nên khó lắm, ngồi ở chỗ này lãng hoạn là dính liền à, thấy không? Nhưng mà thầy nãy thầy nói rõ ràng đó, để rồi có người ở trong lai thành ra là vô thượng sinh sanh thải, thì có cái động tu cấm
không được đeo khi tôi còn sống, thấy không? Mà chờ chừng nào chết thì đeo. Mà trong này có nhiều khi á, quý vị chết trước tôi rồi lấy đâu đeo hả? Thì nói vậy là không ai chửi bán mình hết, để rồi họ tạo tội. Tôi sợ này, bây giờ tôi bắt đầu tôi phải cẩn thận cái này, tại vì mình cũng lớn rồi, bây giờ mình không còn trẻ nữa. Hồi xưa là nói phan can bổi củi, nếu ai chết thì ai bây giờ cũng gần vô 70 rồi, phải nói cẩn thận chút đó. Rồi bây giờ tụi con á nhắm mắt lại và bắt đầu tụi con quán tưởng Đức Quan Âm. Tôi nghĩ trong này người nào cũng quán được Đức Quan Âm, quán được không? Quán được rồi tụi con, những người mà đang có sớm cầu an đó, thì tụi con mới tự nói trong tâm giống như thầy hướng dẫn nè. À, con tên gì đó, pháp danh gì đó, con đến đây vì ai, vì mẹ đang bệnh, đang cầu để mà một cái quẻ Quan Âm coi mẹ con có qua không. Nếu mẹ con qua được thì con rất là tán thán cảm tạ, coi như ân đức của Đức Quan Âm Bồ Tát. Còn mẹ con mà không qua được thì con sẽ hỏi sư phụ con những cách để mà chuẩn bị, để mà trợ niệm, để mà tu hành theo cái lời Phật dạy, để mẹ con không có đi vào ba đường ác mà mẹ con được về cõi lạc. Rồi những người đến đây để mà bị bệnh, rồi con cái bị bệnh mà quý vị không gặp thầy, không gặp thuốc, nương vào cái thần lực của Đức Quan Âm, mà Quan Âm là cái ngài nghe tiếng cứu khổ cứu nạn, cho nên ngài có tiếng là cứu khổ cứu nạn qua Đức Bồ Tát. Thì bây giờ mình đâu có nói chuyện được với ngài, ngài đến hiện diện ở đây, nhưng mà tâm của mình thì lúc nào cũng tham sân si, sân hận ngập trời, thành ra mình chưa có phá si mê đi được trí huệ để thấy được ngài. Cho nên mình nhờ ngài ban bố và ngài dạy cho mình trong 32 vẻ Quan Âm. Và chúng con sau khi được cái vẻ đó thì sư phụ sẽ giải thích để mà tìm cách hóa giải những cái nghiệp mà nó đến cho quý vị ở trong năm 2020 này. Bây giờ quý vị nhiếp tâm chỉ còn có cái trách nhiệm và quán tưởng Đức Quan Âm Bồ Tát đang đứng trên đỉnh đầu quý vị và bắt đầu tụng thần chú Đại Bi 21 biến ba tiếng chuông. Tao rau bồ đề già bồ đề già bồ đại.
Bởi con ma bị nhà bà ô kiếp đây đắp phần ra đắp
Yeah.
Ta ba ta 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 ta
ta ya ba ba ta ba ta ba 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 lo kiết tế tu ba ba ya ta ba ta ni tu ba ta ba ta ya ta.
Yeah.
con nương theo Phật cầu cho chúng sanh tịnh chẳng đạo ca phát lòng vô thường. Con